Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Hùng Master D. Hiện tại Hùng đã kết nối tới mùa 16 của Billboard Việt Nam. Mọi người hãy lắng nghe chia sẻ tâm sự của Hùng trong buổi phỏng vấn này nhé. Vội vàng em đến đây rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vẫn trong lòng anh bao sầu bi, khi biệt ly hoen bờ mi đứng trong người.